Xin chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các em vấn đề cuối cùng của ngành nông nghiệp của nước ta. Đó chính là vấn đề tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta. Vậy thì vì sao nước ta lại được chia ra làm 7 vùng nông nghiệp, hay vì sao lại có những vùng chuyên canh cây công nghiệp, vùng trọng điểm lương thực thực phẩm? Thì chúng do những nhân tố gì tác động? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu những nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta. Phần 1 nhỏ, đó chính là nhân tố tác động. Thì chúng ta có thể liệt kê những nhân tố chính như sau. Thứ nhất, đó là sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp của nước ta chịu sự tác động tổng hợp đồng thời của các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội, kỹ thuật và lịch sử. Chính sự tác động tổng hợp của các nhân tố này lên các hoạt động sản xuất nông nghiệp của nước ta ở các vùng nông nghiệp khác nhau đã là cơ sở để chúng ta tạo ra các vùng nông nghiệp, là cơ sở để chúng ta phân hóa lãnh thổ nông nghiệp. Thứ hai, đó là sự phân hóa các điều kiện tự nhiên và các tài nguyên thiên nhiên làm nền chung cho sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp của nước ta. Và trên cái nền chung ấy thì các nhân tố kinh tế xã hội, kỹ thuật và lịch sử tác động lẫn nhau. Và thứ ba, đó chính là trong điều kiện nền kinh tế tự cấp tự túc thì trong điều kiện nền kinh tế tự cấp tự túc sản xuất nhỏ thì chịu sự chi phối hay ảnh hưởng rất lớn của các nhân tố tự nhiên, nhưng khi đã trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa với quy mô lớn thì các nhân tố kinh tế xã hội lại tác động rất là mạnh mẽ và làm cho nền nông nghiệp của nước ta có sự chuyển biến rõ rệt. Như vậy là chúng ta thấy có thể thấy là vì sao lại có sự phân chia lãnh thổ, bởi vì nó có sự tác động tổng hợp của tất cả các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội, kỹ thuật và lịch sử. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là vậy thì vấn đề tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây có sự chuyển biến như thế nào. Thì chúng ta sẽ sang phần 2, đó là sự chuyển biến trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta. Hai nhỏ, sự chuyển biến. Sự chuyển biến thì ở nước ta hiện nay trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có hai sự chuyển biến rõ nét nhất. Thứ nhất, đó là tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây thì thay đổi theo hai xu hướng. Vậy đó là hai xu hướng gì? Thì xu hướng đầu tiên đó chính là tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với những sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của nước ta. Như vậy, xu hướng đầu tiên đó là tăng cường chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của nước ta. Và điều này đã xảy ra đặc biệt mạnh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, là những vùng rất tiềm năng để nước ta có thể sản xuất nền nông nghiệp hàng hóa. Ví dụ cụ thể đó là nước ta đã hình thành được 3 vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước, đứng số 1 là Đông Nam Bộ, số 2 đó là Tây Nguyên và số 3 đó là Trung du miền núi Bắc Bộ. Và hai vùng trọng điểm lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước đó chính là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, trong đó đồng bằng sông Cửu Long số 1 và đồng bằng sông Hồng là đứng số 2. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng các điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi đang cho phép nước ta khai thác hiệu quả hơn những tài nguyên thiên nhiên, những điều kiện tự nhiên ở các vùng lãnh thổ của nước ta. Xu hướng thứ hai là gì? Đó chính là đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp. Chúng ta thấy rằng như là hai xu hướng này có sự đối lập với nhau. Tăng cường chuyên môn hóa, tức là mỗi vùng nông nghiệp lựa chọn ra 1 đến 2 sản phẩm chủ yếu chiếm diện tích lớn nhất, mang lại giá trị cao nhất để làm sản phẩm chuyên môn hóa. Ví dụ Đông Nam Bộ thì chuyên môn hóa đó là cây công nghiệp lâu năm, cụ thể lớn nhất là diện tích cao su. Tây Nguyên thì chuyên môn hóa cũng là cây công nghiệp lâu năm, chủ yếu nhất đó là cây cà phê. Còn Trung du miền núi Bắc Bộ chuyên môn hóa đó chính là cây chè. Còn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, chuyên môn hóa đó chính là trồng cây lương thực, cụ thể đó là cây lúa gạo. Nhưng xu hướng thứ hai đó lại là đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp. Tức là như nếu chúng ta thấy như thế là hai xu hướng này có sự đối lập nhau, nhưng thực chất chúng không đối lập nhau. Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp ở đây hiểu theo là gì? Đó là bên cạnh những sản phẩm chuyên môn hóa ở vùng đó thì chúng ta cần phải đa dạng hóa, tức là cần phải trồng thêm các loại cây trồng khác, vật nuôi khác. Vậy vì sao lại như vậy? Thì đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn thì cho phép nước ta khai thác hợp lý hơn sự đa dạng phong phú về điều kiện tự nhiên. Tức là thế nào? Ví dụ ở Đông Nam Bộ
Thì đâu chỉ điều kiện thuận lợi mỗi là chúng ta trồng cây cao su, tức là chuyên môn hóa cây cao su, mà chúng ta còn có điều kiện để chúng ta vẫn trồng cây cà phê, vẫn trồng được cây hồ tiêu, cây điều và những cây công nghiệp hàng ngày, ví dụ như là cây bông hay cây thuốc lá. Hay ngay như ở đồng bằng sông Cửu Long, sản phẩm chuyên môn hóa của họ đó là cây lúa gạo. Nhưng ngoài lúa gạo ra, đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn rất nhiều điều kiện để chúng ta phát triển những cây trồng vật nuôi khác, ví dụ như là vẫn có thể nuôi vịt đàn, bởi vì ở đây có mặt nước rất là lớn, nguồn lương thực từ lúa gạo rất lớn, đúng không? Hay là chúng ta vẫn có thể nuôi trồng thủy hải sản, tức là ngoài sản phẩm chuyên môn hóa của vùng đó thì chúng ta nên trồng, tức là chúng ta cần phải đa dạng hóa các sản phẩm cây trồng vật nuôi ở vùng đó để tận dụng tối đa được những điều kiện tự nhiên, sự phong phú về điều kiện tự nhiên. Đó là đất đai, địa hình, là nguồn nước, hay kể cả điều kiện về kinh tế xã hội, đó là dân cư và con người. Như vậy là chúng ta thấy rằng việc đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp ở từng vùng sẽ góp phần cho chúng ta tận dụng được sự phong phú và đa dạng về điều kiện tự nhiên của vùng đó, góp phần sử dụng tốt hơn nguồn lao động và tạo việc làm cho người dân và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của nước ta. Và mặt khác thì việc đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp ở các vùng nông nghiệp của nước ta thì góp phần giảm thiểu rủi ro nếu thị trường xuất khẩu hay là thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của chúng ta có những biến động. Ví dụ như là giá thành của lúa gạo một số năm bị bấp bênh, ổn định do thị trường nó bấp bênh, thì lúa gạo là mặt hàng chuyên môn của đồng bằng sông Cửu Long, thì khi đó đồng bằng sông Cửu Long chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi giá thành lúa gạo giảm, nhưng đồng bằng sông Cửu Long sẽ vẫn có thể trụ vững được, bởi vì nó sẽ vẫn còn những sản phẩm khác của ngành thủy sản, của ngành nuôi vịt, đàn vịt, đúng không? Như vậy thì việc đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro đối với việc là thị trường tiêu thụ sản phẩm có những biến động. Và cũng chính quá trình này thì góp phần làm tăng cường thêm sự phân hóa lãnh thổ của nước ta. Như vậy, sự chuyển biến đầu tiên đó là thay đổi theo hai xu hướng lớn. Đầu tiên đó là tăng cường chuyên môn hóa. Bên cạnh chuyên môn hóa thì chúng ta cần phải đa dạng hóa. Và sự chuyển biến thứ hai đó là chúng ta phải nhấn mạnh, đó là trong những năm gần đây thì kinh tế trang trại của nước ta phát triển, có những bước phát triển mới, và từ đó sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp của nước ta sản xuất theo hướng hàng hóa. Như vậy chúng ta chuyển biến thứ hai đó là kinh tế trang trại. Vậy thì kinh tế trang trại của nước ta hiện nay có những đặc điểm gì? Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là kinh tế trang trại của nước ta hay mô hình trang trại của nước ta thì được xuất phát hay là được phát triển từ kinh tế hộ gia đình. Nhưng điều này đã góp phần đưa nước ta từ một nền nông nghiệp sản xuất tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa. Bởi vì chúng ta biết là từ hộ gia đình chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ với quy mô nhỏ, thì chủ yếu là để phục vụ nhu cầu của gia đình, dư thừa thì chúng ta mới mang ra chợ bán. Nhưng mô hình trang trại thì sản xuất với quy mô lớn, với diện tích lớn, do vậy mà nó sẽ sản xuất ra được khối lượng sản phẩm nông nghiệp rất là lớn, từ đó chúng ta sẽ dư thừa và để xuất khẩu. Như vậy thì chuyển đổi từ việc sản xuất từ mô hình hộ gia đình sang sản xuất trang trại thì góp phần làm cho nước ta chuyển biến từ một nền nông nghiệp tự túc tự cấp sang một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Ý thứ hai đó là mô hình trang trại của nước ta thực chất thì được phát triển từ rất là sớm, ngay từ thời Pháp thuộc chúng ta đã có những đồn điền, đấy là những cái manh nha đầu tiên của chúng ta sản xuất trang trại. Bởi vì đồn điền trước đây từ thời Pháp thuộc, ví dụ là đồn điền trồng cao su, đồn điền trồng cà phê, đồn điền trồng hồ tiêu xuất hiện rất nhiều từ thời Pháp thuộc ở khu vực Đông Nam Bộ của chúng ta rồi, và đấy là manh nha cho chúng ta sản xuất trang trại theo quy mô lớn. Và trang trại chính vì vậy mà có thể khẳng định một câu, đó là trang trại của nước ta thì ra đời từ rất là sớm và tập trung nhiều nhất đó là ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Và trước đây thì trang trại của nước ta chủ yếu là các trang trại trồng cây công nghiệp lâu năm, và nhiều nhất đó là các trang trại ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, bởi vì đây là hai vùng có điều kiện thuận lợi để nước ta trồng cây công nghiệp lâu năm. Đó là lý do vì sao từ thời Pháp thuộc đã có các đồn điền trồng cà phê, cao su hay hồ tiêu ở hai khu vực này rồi. Tiếp theo, nhưng trong mấy năm gần đây
trong những năm gần đây thì mô hình có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lại không phải là mô hình trang trại trồng cây công nghiệp lâu năm, mà nó lại là mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản ở nước ta. Như vậy trong những năm gần đây thì trang trại nuôi trồng thủy sản có tốc độ phát triển nhanh nhất. Và theo các em thì ở vùng nào của nước ta trong 7 vùng nông nghiệp mô hình nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh nhất? Đó chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long, bởi nơi đây có mặt nước, có những điều kiện rất là thuận lợi để chúng ta nuôi trồng thủy hải sản. Như vậy chúng ta thấy rằng đầu tiên đứng đầu đó là trang trại nuôi trồng thủy hải sản có tốc độ phát triển nhanh nhất, sau đó thì đến trang trại chăn nuôi, trang trại trồng cây công nghiệp lâu năm, và cuối cùng là các trang trại kinh doanh tổng hợp. Như vậy là trên đây cô đã giới thiệu tới các em hai vấn đề chính trong bài tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta, đó là các nhân tố tác động vì sao tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta lại được phân hóa ra thành những vùng nông nghiệp khác nhau, và thứ hai đó là trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta hiện nay có những chuyển biến đáng lưu ý gì. Thì có hai chuyển biến lớn, đó là tăng cường chuyên môn hóa và đẩy mạnh đa dạng hóa, và thứ hai đó là cần phải đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại của nước ta. Như vậy trong những bài giảng gần đây với khoảng 4 bài giảng trên thì chúng ta đã xong hết phần nông nghiệp của nước ta, và ở bài giảng sau cô sẽ bắt đầu giới thiệu tới các em đó là những vấn đề về phát triển và phân bố ngành công nghiệp của nước ta.